Bạn thanh niên này đâu đâu có hay đâu. Đâu hay anh thanh niên năm nay đâu nhất 30. Ok bạn, đây là hậu trường anh thanh niên. Các bạn thấy giường chân sát không? Dài á. Rồi tiếng cầm đi. Tiếng cầm này làm phụ quả thôi. Chơi. Đây cầm cho. Wow. Từ từ, đừng có làm quá, làm lố rồi. Cưới mà thôi nha. Ok, đã làm xong cảnh thứ nhất rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi cảnh thứ hai. Ok bạn, thì chúng ta đang nghỉ mệt một xíu. Rồi mời chúng ta sẽ quay. Rồi nhanh đi vô, vô phút cảnh chém. Một, cho giặt phút liền là 1, 2, 3. Hôm nay á, chúng ta sẽ bàn mấy cái công việc á. Không phải, tiếng phải là... Rồi, thấy nè. Rồi. Từ từ không thái độ gì không đúng rồi. Chị ơi, mày lấy xạo, mày là thằng lấy xạo. Mày nói xạo mày ơi. Quẩy tay cao lên. Tay đưa cao lên. Dũng bóc ba đi, tiếng. Đừng nhìn cho máy, nhìn lên rồi mặt phiêu lên. Quay đó. Rồi, giơ tay lên nè. Đúng rồi. Rồi lên, giơ tay vậy đi. Giơ tay cứ vậy đi. Hey. Hả? Lai nhiều vô. Dạ.